Dạ, em rất là biết ơn những người mà từng giúp đỡ cho em qua đây được có như ngày hôm nay. Dạ, đặc biệt là em già lang thang á, được và giúp cho em qua mỗi cái cuộc bố này nó hết, và em rất vui. Mến chào quý ông bà cô chú đã quay trở lại với kênh Đôi Chân Lang Thang. Chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là nhiều niềm vui và luôn luôn bình an cho cuộc sống. Hiện tại thì Đôi Chân Lang Thang đang có mặt tại bệnh viện. Thì mấy anh em đến đây để thăm cái tình hình sức khỏe của em gái bạn đang thị sinh. Thì tập video trước á, bên kênh Gà Lang Thang cũng mới chia sẻ hoàn cảnh của em á. Thì bên kênh Đôi Chân Lang Thang cũng có chia sẻ cái video mà cái hoàn cảnh của em gái ba đang thị sinh á. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị yêu thương và quan tâm á. Hôm nay đến đây thăm cái tình hình sức khỏe của em á, thì muốn chia sẻ đến cô chú anh chị mình đang chia sẻ cái niềm vui cùng với gia đình em gái bạn đang thị sinh. Dạo này tình hình sức khỏe của em sao rồi? Dạ, ổn hơn. Em thấy trong người sao, khỏe không? Khỏe. Ăn uống đồ được không? Dạ, ăn uống đầy đủ được. Mình ở trong này là được bao nhiêu ngày rồi em ha? Dạ, cũng được 1 tháng rồi. Tháng rồi à? Dạ. Rồi bác sĩ theo dõi là nói tình hình sức khỏe của em sao? Dạ, bác sĩ có nói là sức khỏe, nếu mà em cái này nó khô hết luôn rồi, hồi nãy có qua nhưng nó xem rồi nó khô hết rồi, chắc là thứ sáu này cho ra viện á. Dạ. Chú ở trong này sao rồi chú? Về cũng thấy được vui, ổn 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 có hả? ổn như bệnh viện khác, Dạ. nhưng bên này là ổn hơn, ở một mình không có Dạ. ai du ra hết. Dạ. Thì cái tình hình của em lúc trước á, lúc mà chưa có mổ cái bú á cả nhà, là em có một cái bú ở bên phía bên mặt bên trái rất là to luôn, mà bây giờ em đã mổ thành công cái bú, giờ nhìn em y như là biến hóa rồi nha, biến hóa thành một thiên nga rồi. Em có Dạ, vui. vui không? Em có cảm nhận gì mà cái lúc mà em mang cái bú đó rồi gặp, mà có duyên gặp Gà Lang Thang này, hỗ trợ gia đình em là đưa em vào đây để có cơ hội để mổ cho bố, thì em mới chia sẻ cái cảm nhận của em cho khán giả hiểu hơn. Dạ, em rất là biết ơn những người mà từng giúp đỡ cho em qua đây được có như ngày hôm nay. Dạ, đặc biệt là em già lang thang á, được và giúp cho em qua mỗi cái cuộc bố này nó hết, và em rất vui. Ráng cố gắng vui lên nha, đừng có Dạ. buồn nha. Dạ. Bữa giờ ăn uống đâu được đó Dạ, ăn uống uống được. rồi có đau không? Lúc mà mổ cái vết thương trên đầu có đau nhức gì không? Dạ có, nó nhức lắm, vừa đau vừa nhức nữa. Dạ. Bây giờ còn nhức luôn hả? Dạ bây giờ vẫn còn nhức, nhưng mà nó nhức ít hơn bữa trước. Dạ, lúc mới mổ đó thì nó nhức quá, đau vừa nhức, ăn được ăn vô là ói. Ăn vô là ói hả? Dạ. Là mình ăn cháo hay là sao? Ăn cơm? Dạ, bữa nay thì ăn cơm cũng được, ăn cái gì cũng được hết, chứ mới mổ là ăn cháo không. Dạ, ăn cháo với uống sữa. Thôi cố gắng ăn uống đồ vô để cho cái tình hình sức khỏe mình đi lên ha. Dạ. Đừng có buồn bã ở trong đây rồi nó gò bó á. Dạ. Rồi mà em ở trong đây em cảm thấy cái không khí và cái môi trường ở đây nó thích hợp với em không? Dạ, thích hợp hơn. Tại vì ở đây thì nó thoải mái, rồi cả bác sĩ lẫn y tá rất là nhiệt tình chăm sóc cho bệnh nhân á, em thấy rất là thoải mái. Rất là vui đúng không, khi mà Dạ. mình được mổ cái bú ra, mà cái lúc trước là mới gặp mà em mang thai thì sinh ở cả nhà, thì Đôi Chân Lang Thang thật sự là rất là xúc động luôn. Thì cái trường hợp của em mang thai sinh là lần đầu tiên Đôi Chân Lang Thang được thấy, và thì Đôi Chân Lang Thang cũng trước tiên thì cũng muốn gửi lời đến cô chú anh chị mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ hỗ trợ cho bên phía bên kênh em của Đôi Chân Lang Thang là Gà Lang Thang.
có một kinh phí này nọ. Rồi cái thứ hai là cảm ơn bác sĩ, tất cả bác sĩ ở Bệnh viện Bình Dương và y tá ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Cảm ơn Gà Lang Thang đã luôn đồng hành với gia đình của em đang tự sinh, coi như là có một cái duyên để giúp đỡ cho em bổ được cái bú. Đôi chân Lang Thang cũng không biết nói gì hơn, chúc cho tất cả mọi người thật là nhiều niềm vui và luôn luôn bình an cuộc sống. Thì em cho anh hỏi là cái lúc trước mà mình chưa có cơ hội mà mổ cái bú đó thì mình cảm giác đồ, cái ý tưởng của mình như thế nào? Ví dụ như mà ở nhà rồi em có người xung quanh rồi có phản ứng gì với em không? Em có mặc cảm hay gì không? Dạ có, em rất mặc cảm, em không dám đi đâu. Không dám đi đâu hả? Dạ. Em có bạn thân hay là bạn bè gì không? Dạ chỉ có bạn học cũ thôi. Chứ mà cái bạn đi mà đi ra ngoài thì không có bạn bè hết. Chỉ là có bạn cũ cùng học cùng chung lớp á. Yeah. Người ta thấy em mắc bệnh như vậy rồi người ta có xa lánh gì em không hay là? Dạ cũng có bạn thì cũng xa lánh, còn có người bạn tốt thì họ không có nghĩ như vậy. Họ càng thấy thương cho em hơn vì em mang cái bệnh trong người á. Cũng có người bạn qua thăm. Cũng có nhiều người là yêu thương em ha. Dạ. Cũng có nhiều người là thấy em bị bệnh vậy rồi người ta xa lánh mình. Dạ. Còn những người khác hoặc là hàng xóm láng giềng xa, người ta cũng hay nói này nói nọ nữa. Dạ. Người ta nói sao em? Dạ thì mình mang cục bố này nếu kiểu như là họ ghét mình á, một cái chuyện gì mà mình làm hoặc là cái gì đó họ lôi lôi mình ra mà nói. Dạ. Họ cho mình là một người xấu đúng không? Dạ. Thấy mình mang cái bú như vậy là họ này nọ với mình đúng không? Dạ. Xa lánh mình. Dạ. Thì cái bú của mình bây giờ đã mổ thành công rồi, bây giờ mình là không còn mang cái căn bệnh đó nữa. Dạ. Thì mình phải tự tin lên ha. Dạ. Mình đừng kể ai nói gì mình nói, mình cứ yêu đời và sống ha. Dạ. Cười lên, đừng có buồn nữa ha. Dạ. Cố gắng này thì bác sĩ nói là thứ sáu này là cho em xuất viện để về quê ha. Dạ. Bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe của em là em có thể chia sẻ một chút xíu về cái vấn đề mà bác sĩ nói với em á, tình hình sức khỏe á. Rồi, cô chú khán giả thì mình yên tâm á. Dạ thì có lúc nãy cũng có bác sĩ qua nói rồi hỏi em. Rồi sức khỏe thế sao, có thấy đau gì nữa không? Em nói cũng hay đau nhưng mà đau ít hơn bữa trước. Bác sĩ nói chắc là cũng được khỏe rồi. Thì thứ sáu cũng cho về được rồi. Dạ. Nếu mà còn cái chỗ mà nó sưng á, bác sĩ có nói nếu mà theo dõi lại mà nếu nó hết thì con không cần phải qua chỉnh lại. Còn nếu mà nó không có xẹp quá, cái này là phải khoảng 1 năm 2 năm chỉnh hình lại. Bác sĩ nói là cái vết thương của em đó, bây giờ nó đang trong cái tình trạng giai đoạn mà đang lành lại đúng không? Dạ. Nhưng mà cái bên đây là vẫn đau. Dạ. Má là vẫn đau. Dạ. Cái miệng của em nó hơi bị méo qua bên đó ha. Dạ, nó méo, nói chuyện cũng không rõ lắm. À, bác sĩ nói là mình về rồi mình dưỡng ăn uống đầy đủ. Dạ. Có sức khỏe là lành cái vết thương này. Dạ. Rồi mình phải đi chỉnh hình lại. Dạ. Dạ. Nắng nắng cái miệng qua xíu ha. Dạ. Dạ. Cảm giác nó cứng cứng, mình không cử động được bên này ngay cả mắt nữa. À. Chắc cho cái vết khâu vết thương nó nặng quá bên này á. Ăn uống nó khó khăn đúng không? Dạ. Chỉ cái chỉ nghe được bên này thôi. Rồi đang cố gắng vô ha. Dạ. Là hôm nay là thứ tư, hai ngày nữa là mình được xuất viện về rồi. Dạ. Chắc em cũng nhớ mẹ lắm ha, cũng lâu rồi. Dạ, hôm nay khá là lâu rồi. Dạ rất là nhớ mẹ. Bữa dạ. Giờ có gọi cho mẹ không? Dạ có, gọi thì chỉ có nói chuyện được thôi, nếu mà muốn nhìn mặt thì không có, không thấy.
À, ý là mẹ ở quê là không có xài điện thoại cảm ứng ha, xài cùi bắp á, là mình chỉ gọi nói chuyện thôi, nghe tiếng thôi chứ không thấy mặt. À, cũng buồn nhé mẹ. À, chú Khổng Long này cả nhà. Chú là cũng đồng hành với em Ban Đăng Tuyển Sinh là từ đầu tới cuối luôn cả nhà, chăm sóc cho em, tại vì chú là ba là chú phải có trách nhiệm. À, chú chia sẻ một cái điều gì đó cho cô chú anh chị mình hiểu thêm đi chú. Chưa không Cảm có giác chú gì. làm sao, là từ lúc đầu cái gian nan không, cái hành trình như thế nào, chú có thể chia sẻ với chút xíu đi. Chú có chia sẻ gì, nhưng mà cái lúc mà con mình còn mang cái cục bú bữa trước đó, chú con băn khoăn cái muốn hết cái cục bú đó. Còn bây giờ là gặp cháu gà lang thang á, giúp đỡ gia đình chú như vậy, đưa đưa vô bệnh viện này bệnh viện kia, rốt cuộc có tới chỗ bệnh viện tỉnh Bình Dương giúp đỡ mổ cái cục bú này hết rồi, còn chú cũng vui mừng, không có băn khoăn gì hết, không có lo gì nữa, chú rất là vui vui. À, chú cảm ơn cháu gà lang thang này, rồi cảm ơn bác sĩ bệnh viện tỉnh Bình Dương nữa, rồi rất rất tự tin nhiệt tình chăm sóc con mình, cả cô y tá nữa. Giờ không có gì biết ơn gì về bác sĩ. Chứ mình không có cái gì mà ơn bác sĩ mà hết đâu, như đó. Thì chú Không Long chia sẻ cái cảm xúc của mình ở cả nhà, thì đôi chân lang thang cảm nhận được là trong cái lời nói của chú á, là xuất phát ra bằng cái tâm ở cả nhà. Chú nói nhưng mà chú đớ đớ đã không có nói ra lời chú ha, rất là xúc động. Thì hôm nay con đến đây thăm em Ban Đăng Sinh với lại chú ha. Thì con cũng chúc cho em và chú là thật là nhiều sức khỏe ha, là mình có sức khỏe là mình sẽ vượt qua tất cả em ha, cố gắng lên ha. Thì đôi chân lang thang chia sẻ cái tập video hôm nay thì để cho cô chú anh chị mình yên tâm chia sẻ cái niềm vui cùng với gia đình của em Ban Đăng Tuyển Sinh. Thì đôi chân lang thang quay một chút xíu thôi để cho cô chú anh chị mình yên tâm thì đôi chân lang thang cũng xin là một lần nữa là cảm ơn tất cả cô chú anh chị thật là nhiều nhiều luôn. Chúc cô chú anh chị mình nè, rồi tất cả bác sĩ nè, rồi những người mà yêu mến yêu thương em Ban Đăng Tuyển Sinh đó, có một năm mới thật là vui, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Thì đội chân lang thang cũng xin phép khép lại video tại đây và hẹn cô chú anh chị mình những tập video tiếp theo. Bye bye cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị yêu mến đội chân lang thang thì cũng đừng quên giúp cho đội chân lang thang một lượt đăng ký nha cả nhà. Chia sẻ video đến tất cả cô chú anh chị mình cùng xem video đồng cảm với những người nghèo khó khăn. Bye bye cả nhà mình, hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Bye bye.